Xin học sinh nha, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đến phép sang và phép hợp trên tập số nha. Tự định vị thể như sau. Rất là gì các em nhờ? Rất, rất dễ. Đấy. Ở đây thì muốn sử dụng cho các em một bí thuật mới. Bí thuật ở đây. Bí thuật. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ chữa thể với những kiểu thuật này. Hết giam nhé. Hết giam. A ra B. Nếu em hiểu được lý thuyết thì em làm đơn giản. Còn khi em không hiểu được lý thuyết, lý định thì là rất khó. Phép giao mình hiểu là phép mà phép gì ạ? Phép giống kiểu như là cái môn sinh học ấy, đúng không? Thì mình có cái phép giao gì nhỉ? Mấy con đồ vật thì nó hoặc là giao ra gì ạ? Nhiều đứa bảo thầy là giao gì ạ? Giao phối, dạ dễ hiểu. Giao phối suy ra là phải có con trùng nhá. Thầy ghi đây nhá, mình hiểu là con trùng nhá. Đấy. Đây, x thuộc A giao B nha. Con chung không bên ạ? X phải thuộc gì? A và x thuộc B. Và nhá, dễ hiểu. Con chung là và. Đấy, phép giao. Hiểu rất giản lắm, khi mình đã hiểu rồi. Đấy, A đây. Đấy. B đây. Chà, B đây. Mình xanh dẫn xong nó dễ hiểu nhá. A ra B đây. Đấy. Chính A ra B nhá. A ra B. Đấy. Từ đó thì cho bài luôn nhá. Đấy. Thôi. Vào trên đấm luôn. Ví số 1. A. Thầy có tập A. Bằng. Thì bình thường mình phải nó sẽ cho bài dài dòng hơn chút, nhưng thôi thì chúng ngắn luôn nhé. Đấy. A là thì đây là -2 -2 5. Đấy, tập A là A là -2 5. Chú bò chúng ta sẽ bằng gì nhỉ? 4 6. Hỏi. Đấy. A giao chú bò bằng bao nhiêu? Đấy. Học đang hiểu nhanh thì đáp án chúng ta sẽ bằng 4 5. Đấy. Chưa? 4 tròn 5 vuông. Đấy. Rồi, bài giải. Hiểu nhanh hơn là nhanh thế rồi nhá. A ra bò. Từ từ nhá, nói tốt bạn. Nào. A ra bò này. Bạn nếu mà chậm thì nó 3 bước, bước 1. Bây giờ chúng ta thích thì nếu mà thì chậm cũng được nhá, chậm. Chậm đi. Chậm chúng con rùa thì tôi vẽ rùa nhá. Con rùa đây. Con rùa thầy vẽ đường đầu rùa đây. Con rùa chân rùa gì đây? Chúng rùa thấy nhá. Đấy. Chúng rùa thấy đấy. Con rùa chậm. Con rùa 3 bước, bước 1. Biểu diễn A. Đấy. Thế là một cái này chậm một lần nhá. Biểu diễn A. A là -2 5 đúng không? Cộng này, cộng vô cùng này. -2 à. -2 này. 5 này, đúng không? Không, A là -2 5. Hai âm nó tròn 5 vuông thì phần nào không thuộc A bỏ đi. Thì rõ ràng A -2 5 luôn, vậy là phần không thuộc A là phần ngoài. Được. Đó. Đó. Thấy chưa? Đấy. Bước 2 là một bước B. Đấy. Sao mình chụp bước 1 bước 2 được mà, nhỏ cũng được nhá. B. B là 4 6. Chú ý thì nhiều đứa sẽ dạy học sinh nhiều đứa viết không tung thầy ta viết phải viết đúng thứ tự chứ phải đúng tự và đúng như kiểu cái trục số ấy đúng không? -2 đúng không? 5 đây thì 4 nó phải nằm gì? Nó nằm nhiều đứa viết đây. Gì đấy? 4 nó phải gì? Nó giữa -2 5 đây nhá. 6 thì nằm bên này còn 5 nhá. Nhiều đứa viết lung tung hay là làm nó không đúng đâu. Đấy. Đúng là số 4 này, 6 đây. 4 tròn. 6 vuông. Chưa? Thì x thuộc gì?
4 đến 6 thì tất nhiên phần ngoài bỏ đi cái gì nữa, đương nhiên rồi. Bỏ đi. Đây. Cái gì ạ? Bước 3 thì bây giờ coi như là gì này? Học lý thuyết là dễ hiểu rồi. Đây. X thuộc A và B. Và B là phải và B đúng không? Cả hai đúng không? Và B. Nào, xem nào. Không xuống. Không xuống. Không xuống. Vâng. Xuống thêm đây là sẽ có một cùng đi. Một cùng nhá. Phần này thì hiểu đơn giản như sau. Đấy, bây giờ lớp 10 rồi. Lớp 10 yêu thầy thấy là còn bây giờ cấp 2 yêu rồi, đúng chưa? Lớp 10 thường nó yêu tính yêu là chuyện bình thường, dễ hiểu hơn nhá. Dấu sao sao này gạch đi là không yêu đi nhá. Còn phần này không không bỏ đi là yêu nhá. Đấy. Không yêu mà không yêu mà. Đáp án là gì? Đáp án sẽ là không yêu đương nhiên. Đấy. Không biết đâu. Phấn phao. Đấy. Không yêu này. Này này này. Đúng chưa? Không yêu này. Mình gì? Có yêu mà không yêu. Vậy là giống như mình thấy bạn ấy, bạn có thấy mình ấy. Gạch đi thôi. Này 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 này. Chỗ này, à, chỗ này. Mình có yêu bạn, đúng không? Bạn. Đây này rất dễ hiểu. Mình có yêu bạn, bạn có yêu mình. Đáp án sẽ là gì? Giữ nguyên chưa? Hay chưa được. Mình bạn yêu mình yêu bạn. Một cạnh, bình thường. Đấy, hai đứa không yêu nhau rồi, buồn. Cần mỗi chỗ nào đấy, điểm số đây. Mấy này? 4 5 là không hạch, đúng chưa? 4 là gì đây? Tròn. 5 gì đây? Vuông. Nhanh thì đáp án là 4 5 tròn vuông nữa. Đúng chưa? Thế thôi, đây là cách rùa nhá. Vẽ nhanh. Nhanh vẽ nó thỏ đi, thầy vẽ thỏ cho dễ nhá. Thỏ thầy vẽ thỏ. Thỏ thầy mới, thỏ thầy vẫn thêm thỏ thầy nó lạ lạ nhá. Hai con thỏ đấy, thỏ. Đấy, thỏ thầy. Thỏ ấy, thỏ mua trái tim nhá. Cách nhanh chúng ta chỉ làm một bước thôi nhá, một bước thôi. Đấy. Một bước và bỏ đi nhá. Một bước và bỏ nhá. Nào, chúng ta gộp lại với nhau. Em gộp lại thôi, gì cả. Sẽ có một cùng, cộng sơ một cùng. Ta làm như thế này này. Nào, gộp lại. Chúng ta thấy trên này màn hình là có trừ 2, 4, 5, 6. Thì phải biết thông từ tăng dần nhá, tăng dần. Đây, trừ 2 đây. Đúng không? 4 đây, 5 đây, 6. Đúng chưa? Nào, A trừ 2 đến 5 đúng không? Trừ 2 đến 5. Nào, mình bỏ bình thường nhá. Nó gộp lại mà, gì đâu. Nhanh hơn. Thì x thuộc trừ 2 đến 5 không? Thì phần ngoài bỏ đi thôi. Đúng không? Xong giữ lại. Bỏ kệ thôi. Đúng chưa? X, bây giờ bỏ bằng gì đâu? 4, 6. Đúng chưa? 4 nó tròn, 6 là vuông. Đúng chưa? Thì, đúng không? 4, 6 không? Vậy là phần trong thì lấy, phần ngoài, hai phần ngoài bỏ. Đấy. Bỏ cẩn thận nhá. Bỏ đến số 4 thôi nhá. Bên phần ngoài trái. Đấy, bỏ phải thôi. 6. Hay đang nó lại là gì rồi? 4, 5 rồi nữa. Xong rồi. Ừ. Đúng chưa? À, do bỏ. Đã bán đòn gì luôn. Không, nó sẵn là mình luôn. Anh nhầm. 4 tròn chứ. 5 là vuông. Thấy chưa? Thôi. Easy chưa? Đấy. Thì muốn cho chúng ta một cái ví dụ khác mà tất cả cũng chẳng như sau. Đây là sai nhá. Thì không có nhiều ví dụ, thì cho ít ví dụ thôi. Ta hiểu nhanh được rồi nhá. Ví dụ là một B. Một B chúng ta sẽ có một ví dụ khác này, làm sao cho hay ho tí. À này. Ví dụ này nhá. Xem chúng ta xem chúng ta nó đáp án là gì. Rất nguy hiểm như vậy. Để nó sai. A bằng à, một bỏ A bằng như sau này. Chậm một chút này. Ví dụ là trừ 3 đi. Trừ 3 đến 2. Đó. A bằng trừ 3 đến 2. Chú bỏ chỗ này.
con số đấy. Số 3 là gì? Là 2. A bằng trừ 3 đến 2. Chú bò thì bằng trừ bằng 2 đến 2 đến 6. Đấy. Hỏi A ra bò bằng cái gì? Có hai bài nữa. À đúng chưa? Nào, như sau. Nào, luôn cách con thỏ nhá. Đấy. Con thỏ. Chú thỏ chúng ta trừ âm vô cùng cộng dương vô cùng. Ít ví dụ rồi, nhiều ví dụ quần thiết âm 3. Thì một ví dụ khác tương tự mà. 2 6. A bằng trừ 3 đến 2. Là đây, vuông đây. Thì phần trong lấy đúng không? Hai con cánh bỏ đi. Trái phải, bỏ trái, bỏ phải. Chú bò bằng gì? 2 đến 6. 2 đến 6, đây. Đấy, 26. Đi. Bỏ ra phần trong. Phần trong lấy, bỏ phần nào? Bỏ phần ngoài đi. Lấy đấy nha, chẳng qua nó bị khi bỏ thì kệ thôi. Đấy. Nhiều đứa trên màn hình thấy, ôi trời ơi, còn bỏ hết ra lồng nữa. Nhưng mà thế là đang ăn gì? Nó bảo thế thôi. Đây là rõ. Đấy. Không phải thế. Nhìn kỹ vào, thật ra chúng ta vẫn chưa bỏ gì. Cái gì? Đáp án ở đây sẽ là vàng gì? Sai nhá. Còn số 2 nữa mình ơi. Còn số 2 nữa. Là A ra bỏ bằng số 2 đấy. Số 2 có bỏ đâu? Trừ 3 đến gì? Trừ 3 đến gì? 2 đúng không? Bỏ bên ngoài đúng không? Phải, trái phải đúng không? Số 2 không bỏ đúng không? Đấy, 3 vẫn lấy mà, chẳng qua đầu bút nó là gì? Nhanh mà chỗ này là gì? Trừ 3, 2 thôi, chỗ này là vuông. Vuông là còn lấy 2 đúng không? Hồi xưa mình là lớp cấp 2 rồi, lớp 8 đúng không? Thì chỗ này hiểu là gì? Nó bằng, đúng không? Bằng 2. Bằng 2 vậy là giao nhau là, đúng không? Nó lấy giữa bằng thế này. Bằng lại 2 này. Bằng đúng không? Thì đáp án sẽ là nhanh là gì? 2 luôn. Bài này thì không đọc nào được vì đọc đáp án nó mất hay. Đấy. Là bài rất hay như này. 1 C. Thử nha. A bằng trừ âm vô cùng. Trừ âm vô cùng cho đến 1. Chú bò bằng 1 cộng dương vô cùng. Đấy. A ra bò bằng chấm. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta cùng làm bài này nhá. Bài rất hay. Chú rùa chúng ta. Rùa chán chú thỏ. Một bài hát ít chữ. Thế cho ít chữ. A bằng trừ âm vô cùng đến 1. Thì em thấy là gì? Lấy phần là gì? Trừ âm cùng đến 1 bên tay trái không? Bỏ phải. Đấy. Đấy. Chú bò là gì? 1 đến cộng vô cùng. Được chưa? Lấy bên tay phải, được chưa? Bỏ bên nào? Bên trái. Đấy. Bên này. Nhiều đứa học không cẩn thận, học thả. Học thấy bài lần thế trên, thấy một bò đúng không? Thế thì là thế này giống số 2211 này. Đáp án cũng là số 1. À, thế ra là phần 1. Không phải đâu. Không phải. Bởi vì chỗ này gì? Chỗ này lấy 1, có lấy 1 không? Có bằng 1 này. Nên cái này gì? Nó tròn mà. Có đâu? Đúng chưa? Không có. Giống này. Không có mà chung nhau nhá. Đây là nó nói từ đầu rồi là x thuộc A và x thuộc B. Và y thuộc B. Ở đây là 1 thì 1 thuộc B. 1 không thuộc A. Đúng chưa? Đấy. Thì làm gì có chuyện thế? Nó mới tròn nó vuông mà. Đấy. Thì sao mà đáp án gì đây là gì? A giao bò bằng. Chỗ này chữ giao thấy méo mó thế.
đây mới là rỗng. Đấy. Thấy chưa? Chưa? Chỉ hơn nhau, thực ra nếu mà không cẩn thận ý, đề bài nó thi nhau, nó chỉ cần biết có dấu ngoặc vuông tròn thôi mà xa hết tổ đấy. Chưa? Cho nên học thấy là phải học được nhiều cái kỹ thuật. À, kỹ thuật thì mới nhận được, thấy à, kỹ thuật. À, rất nhiều phần học sinh hay sai, chưa? Về nhà cứ bảo, úi dồi, mấy bài này dễ mà. Mình sai chỗ bình thường, nhưng mà mặt ngơ ngơ ngác ra. Chỗ này thì bảo là rỗng, chỗ này thì bảo là gì? Bảo ra số 1, đâu ra, sai hết rồi. Này là 2, bên này rỗng chứ, thấy chưa? Cho nên muốn học thêm nhiều kỹ thuật nữa thì học thầy đâu? Hoàng Sơn Cầu Giấy 134 Hoàng Sơn Cầu Giấy nhá, ngay gần trường cấp 2 Lê Quý Đôn, cách 100 mét, và gần ngay trường thì Cầu Giấy luôn, cấp 3 Cầu Giấy. Thế nên quay video đâu, ở studio bên Phú Thượng gần trường Tây Bắc cấp 3 Tây Hồ ấy. Nói chị nó sẽ chia sẻ cho video với bạn bè nhá, chia sẻ cho nhóm thầy, nhắm xong được thưởng ấy, quà hấp dẫn rất nhiều kỹ thuật nha. Hẹn gặp lại các em bản tiếp theo. Tạm biệt.